Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ đổi bữa và mình sẽ làm một món ăn từ ốc. Đó là mình sẽ xào ốc bươu và chả ớt. Ăn với cơm cũng rất là tuyệt vời. Đây là món nhậu. Nhưng mà lâu lâu mình đổi bữa để cả nhà ăn cơm cũng rất là ngon. Nguyên liệu để làm món ốc bươu xào sả ớt này thì rất là đơn giản. Mình mua ốc bươu 300g, một ít lá dăm, tỏi để lát mình phi trước, ớt và sả mình đã băm xong, mình chuẩn bị xong hết nguyên liệu rồi, bây giờ mình chỉ xào thôi. Đối với cái món ăn này thì cũng không cần cầu kỳ lắm. Mình xào để cho cái ốc này nó có mùi sả và nó cay cay của vị ớt và một chút lá dăm để nó thơm. Mình cho chảo nóng lên và mình cho một chút dầu. Cái tỏi mình đã bằm nhuyễn sẵn và một chút cái sả, mình cho một chút sả vào trước để cho nó thơm. Khi cho cái tỏi với cái sả của mình nó vàng nó thơm lên một chút thì mình sẽ ốc vàng. Mình xào một chút cho ốc của mình nó săn lại và mình sẽ cho cái phần ớt và sả còn lại vào nhé. Bây giờ mình sẽ nêm gia vị, cho vào đây khoảng một muỗng cà phê hạt nêm, một xíu muối và khoảng một xíu nước mắm để cho nó dậy mùi. Tiêu. Và nếu gia đình các bạn ăn bột ngọt thì mình cho thêm một chút bột ngọt nhé, là mình ăn bột ngọt. Nhiều bạn không ăn bột ngọt thì mình cho thêm một chút đường, mình ăn theo khẩu vị của người Bắc, ăn bột ngọt rất là thơm. Rất là thơm ngon rồi, mình sẽ cho cái phần rau răm này vào và mình tắt bếp. Cái rau răm này mình chỉ cho vào cái là mình tắt bếp ngay nhé. Rau răm này mình cắt cắt 3, cắt 4 ra thôi, không cần cắt nhỏ. Vậy là mình đã hoàn thành xong rất là đơn giản. Món ốc bươu xào sả ớt. Bây giờ mình sẽ cho ra đĩa. Vậy là mình đã vừa hoàn thành món ốc bươu xào sả ớt. Món này thì ăn nhậu cũng được mà mình ăn kèm với cơm nóng cũng rất là hấp dẫn.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin chào các bạn.